Chào các bạn, mình sẽ trình diễn cái khả năng chụp thiếu sáng của Z2 5S và Lumia 1520. Thì ở đây là một cái hộp Sony họ để ở trong cái quầy của họ để mọi người có thể đến và thử. Trong hộp họ để một cái hình và có một cái lỗ rất là nhỏ để chúng ta có thể cho cái camera vào và chụp. Thì dĩ nhiên là tất cả các máy mình thử ở chế độ chụp tự động, tắt flash. Đó. Ở đây là iPhone 5S. Các bạn thấy là iPhone 5S có thấy được cái hình ở bên trong. Và mình có thể đo thấy nét cũng như là đo sáng và chụp. Mình tắt cái chế độ HDR đi. Đó, và bây giờ mình cho lấy nét vào đó xong mình chụp. Kết quả là mình thấy được cái hình con trâu hay con chó hay con bò gì đó đang đá cho banh. Và bây giờ mình sẽ thử với lại 1520. Thì mình cũng để mình dùng cái Nokia camera và mình để chế độ tự động hoàn toàn. Và các bạn thấy là Lumia 1520 không có nhìn được rõ lắm cái hình bên trong và mình vẫn cứ chụp. Nó cũng lên được một chút xíu, rất là mờ, rất là tối. Đó, đây. Và bây giờ mình sẽ thử với lại Z2 để các bạn xem Z2 nó sẽ thể hiện như thế nào trong cái trường hợp này. Và mình cũng để chế độ tự động. Chế độ siêu tự động của Sony, đó là cái gọi là Intelligent Auto. Và cái điểm cái vàng vàng ở góc tay phải mình các bạn thấy đó. Và bây giờ nó xác định được rằng là đây là chế độ chụp thiếu sáng và nó có hình hình cái nến cũng như là một hình cái tripod để chúng ta cần phải cầm cái máy nó chắc hơn. Và bây giờ mình chụp. Các bạn thấy rất là bất ngờ hình ảnh từ Z2 cực kỳ đẹp, cực màu sắc cực kỳ đẹp và hình ảnh cũng cực kỳ sáng hơn rất là nhiều so với lại iPhone 5S hay là rất là nhiều so với lại Lumia 1520. Đó. Rồi mình so sánh ba cái các bạn thấy hầu như rất là khó nhìn thấy được ở trên Lumia 1520. Trên iPhone 5S thì sáng hơn một chút, còn rất là tuyệt vời ở trên Z2. Cái Z2 này nó có thể ISO lên tới 6400 cùng với lại khẩu mở 2.0 và cái cảm biến của nó với lại cái hệ thống tự động xác định, và nó cho kết quả tốt như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn.